buổi ngày hôm nay là làm đến cái phần hoàn thành tốt hoàn hảo. Ngày hôm trước mấy cái bài tập em đã thử shadowing chưa? Em có shadowing nhưng mà em không có thu, âm. Ý là em chỉ mở clip lên để em đọc theo thôi. Ok, đấy thì cứ thực hành mỗi lúc một tí cũng được. Nộp hay không thì cũng chỉ là để cho mọi người có thêm động lực thôi ấy. Còn đâu chị cũng chưa check. Hôm qua chị cũng chưa check được luôn. Bạn bắp là chị còn đang bị ốm với sốt luôn. Thôi cố gắng vậy. Tiếp nha, hôm nay mình sẽ đọc cái bài hoàn thành tốt hoàn hảo. Thì như hôm trước chị có hứa là mình sẽ đọc lại cái bài này cộng với chia sẻ một số các cái suy nghĩ của chị về cái việc là hoàn thành tốt hoàn hảo. Cái size gen này, đợt trước cái hồi mà chị đăng cái câu này lên thì cũng có một số bạn comment là tại sao chị có thể dịch được thành là hoàn thành tốt hoàn hảo. Tại vì bản chất cái mặt câu chữ thì là nó cũng không phải là kiểu hoàn thành tốt hoàn hảo, đúng không? Tức là chữ nghĩa thì nó cũng không phải là như thế. Thì chị cũng có tìm hiểu ở trên mạng cái câu này. Thì bản chất cái câu này khi mà mình cái câu này bản chất nó không phải là người Nhật viết mà là của cái ông nào, tự nhiên chị cũng quên mất, chị không ghi tên của cái ông đấy vào đây. Thì ông đấy là một cái ông triết học hay gì đấy ấy. Thì cái phần giải thích cho cái câu Saizem á, Genoteki này là cái phần ở dưới này là Kanpeki o motome sugiruto Gen o tori nogashite shimau. Cái từ motome được ở đây là đòi hỏi, yêu cầu. Bình thường ở trong IT ấy, thì nó chính là request ấy. Có là bình thường mình hay dùng là request tổ, đúng không? Nhưng mà cái từ tiếng Nhật là thay cho cái từ request này là motome được, là yêu cầu, đòi hỏi, request. Thì khi mà mình quá đòi hỏi, mình yêu cầu quá nhiều về mặt gọi là Kanpeki, là cái sự hoàn thiện ấy, cái sự hoàn hảo ấy, cứ là mình phải perfect, mình phải làm thế nào thật là đẹp, thật là tốt nọ kia, thì mình sẽ bỏ lỡ mất tori noga sự, là mình bỏ lỡ mất hoặc là mình đánh mất đi cái tốt. Bản chất là để mà gọi là hoàn hảo ấy thì không phải lúc nào cũng được hoàn hảo, nhưng mà để có thể có được hoàn hảo thì mình phải có nhiều cái tốt, gọi là lặp đi lặp lại thì nó mới thành cái hoàn hảo được. Thì trong cái câu này nó có nghĩa là hoàn thành tốt hoàn hảo là vì như thế. Thì chị dịch lại cái câu này, nó cũng là một cái câu mà người Việt của mình dịch ra thôi. Thì chị lấy luôn cái câu là hoàn thành tốt hoàn hảo. Cái câu này thì cái ông Steve Jobs và cái bạn Mark Zuckerberg ấy, của Facebook ấy, bạn ấy cũng là hai người rất là đề cao cái việc là hoàn thành tốt hoàn hảo này. Thì ngày hôm nay khi mà đọc cái bài này xong ấy, thì chị sẽ chia sẻ một chút nữa về cái ý hoàn thành tốt hoàn hảo so với cái kinh nghiệm của chị. Đó là mình phải làm tốt nhất những cái gì có thể, mặc dù mình không đòi hỏi cái sự hoàn hảo, nhưng mà mình cũng phải làm thế nào đấy để cho nó tốt nhất trong cái khả năng của mình. Đấy, thì cái này thì mình sẽ nói sau. Thì bây giờ quay trở lại cái nội dung của cái bài này, mình sẽ đọc ở cái đoạn này. Thì em đã đọc trước ở nhà rồi đúng không? Thật ra là em mua sách của chị, em đọc chắc cũng được một thời gian, em chưa đọc lại. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đọc từng đoạn một nhá. Nhưng mà mình chắc là mình sẽ đọc lướt thôi, và mình sẽ chỉ phân tích ngữ pháp thôi, chứ mình cũng không đi về mặt chi tiết và cụ thể nhá. Em cũng có nhớ sơ sơ cái bài này. Thì ở đây nó có cái từ là quá này là chủ ngữ, bao giờ trong câu mình cũng tìm quá này, em thử dịch xem nào. Vào buổi học đầu tiên, vào tiết học của ngày đầu tiên, thì ở trong cái tiết học Jerry, đây là tên riêng của tên riêng của cái ông đấy là ông Jerry Uelsmann này của trường đại học Florida, đã chia thành hai chia học sinh ở trong lớp, về phim ảnh thành hai nhóm. Ok, thì cái cấu trúc chính của mình là quá cộng với lại ố cộng với ní ở đây đúng không? Là cái ông giáo sư đấy, trong cái buổi học đầu tiên ông ấy đã chia học sinh của lớp phim ảnh thành hai nhóm. Tiếp nào, kêu sự nó có bạn xin vào. Chờ chị chút. Rồi. Tiếp nào, Kyositsu no hidari gawa no gakusei wa zen nin ryo no group dato kare wa setsumei shita. là ông ấy đã chia tất cả học sinh ở bên phía bên phải của lớp, ở bên trái của lớp học thì được ông ấy chia thành nhóm lượng. Ở đây nó có cái từ setsime này này, cái từ setsime này thực ra nó đi với đà tố, giống như kiểu là đà tố omoimasu hoặc là đà tố kangaimasu, còn đây là đà tố setsime shimasu. Cái karewa ở đây là cái chủ ngữ nó cho vào giữa này, thì mình cứ dịch là ông ấy đã giải thích rằng, đúng không? Giải thích tất cả học sinh ở phía bên tay trái của lớp học là nhóm lượng. Đấy, tất cả mọi người, tất cả học sinh ở phía bên tay trái. Zenin ở đây nó chính là zenin gakuse đấy. Đấy, là nhóm lượng. Còn kono group no gakuse wa tsukutta sakuhin no ryo dake de sayo sareru. Vậy là sayo sareru ở đây là bị động này. Ở đây là được tính điểm. Đúng rồi. Thì những cái những học sinh trong cái nhóm này á thì sẽ được tính điểm bằng cái chất lượng của cái sản phẩm được tạo ra. Ở đây nó có cái từ là đa kê đế ở đây là nó để chỉ cái phạm vi, cái có gọi là chỉ có đánh giá ở cái hạng mục đấy thôi, đúng không? Có là ở những học sinh của cái nhóm lượng này là chỉ được đánh giá bằng cái số lượng của tác phẩm mà đã tạo ra. Đấy thì Jugyo no saishubi ni kaku gakusei ga teisutsu shita sashin no tsumai o soukei suru. Ở đây nó có cái từ lại đấy, cái từ soukei suru thì ngày xưa chị cứ nói là soukei suru là sai. Vậy đó là gì? Soukei suru. Ở đây nó có cái từ teisutsu, hôm trước mình học cái từ teisutsu này là gì nhỉ? Nộp. Đúng rồi, nộp rồi bàn giao, đúng không? Nộp báo cáo hoặc là bàn giao báo cáo. Còn cái từ teikyo thì nó là cung cấp về mặt gì? Chẳng hạn dịch vụ, service. Đúng rồi, chính xác. Đấy, thì ở đây nó là vào ngày cuối cùng thì là thống kê cái số lượng ảnh mà mỗi học sinh nộp. Đúng rồi, mà các học sinh đã nộp. Thì là ở đây nó có cái từ tối ưu guaida, là cái từ maru này mình sẽ đọc là haku đấy. 100 mai nara hyoka wa A, 90 mai nara B, 80 mai nara C, toyu guaida. Toyu guai này thì tí nữa mình sẽ phân tích ở cái đoạn sau. Thì cái từ toyu guai này nó có nghĩa là gì? Em có biết không? Kiểu phân chia là nó bằng với lại toyu kanji desu. Tức là cái kiểu như thế, nó cái đây. Toyu guai desu. Toyu guai desu thì nó bằng với lại toyu kanji. Nó khá giống với cái nghĩa này, hôm trước mình đã học là toyu kanji desu rồi. Và cái ý của nó là để có là nó không tránh, nó tránh cái việc là giải thích quá chi tiết cái nội dung ở phía bên trên, có là người ta chỉ nói qua là kiểu như thế thôi. Ví dụ như là trong cái câu này là tí nữa mình sẽ dịch thử cái câu ở bên dưới này, nhưng mà mình sẽ nhớ là cái từ tối ưu gai này nó tương đương gần giống với lại tối ưu kanji và nó chỉ mang cái tính chất là đại khái kiểu như thế thôi. Omakanayo sữa chitai được tokini tsukaimasu là sử dụng khi mà mình muốn nói tới một cái gì đó một cách đại khái và không chú trọng vào cái việc là giải thích chi tiết cụ thể cái tình trạng hoặc là cái vấn đề. Thì ở đây trong cái bài này là ông ấy chỉ nói đại khái thôi, đúng không? Ông ấy không nói là 111 tấm thì là điểm A hay là đánh giá điểm A như thế nào, chi tiết các cái tiêu chuẩn ra sao. Nhưng mà ông ấy chỉ nói là tối ưu guide là tổng kết cái số ảnh của cái cuốn sách mà người ta đã đọc đấy. Và tối ưu guide đây là đánh giá nếu như mà tầng này tấm thì được điểm A, tầng này tấm thì được điểm B, rồi tầng này tấm thì được điểm C. Tối ưu guide kiểu như vậy. Ok chưa? Thì cái tối ưu guide này nó bằng như thế. Ippo này, Ippo thì sao nào? Bạn gì mới vào nhỉ? Tên là gì đấy? Em tên là gì? Bạn mới vào tên là gì hả em? Có thử dịch không? Ok, Lan tiếp nha. Ippo làm sao? Mặt khác thì toàn bộ những học sinh ở phía bên phải của lớp học thì sẽ được xếp vào thì là nhóm chất. Bên trên là nhóm lượng là số lượng, còn nhóm này là nhóm chất là chất lượng. Ok, tiếp nào. Cả Các bạn ấy thì sẽ những người này thì sẽ được tính điểm, phản ánh được tính điểm để, bằng kiểu như là cái sản phẩm dựa trên chất lượng của cái sản phẩm mà họ đã tạo ra. Cái từ Dekibae này rất là hay này, cái từ hai này trong từ bình thường đọc là hai đự đúng không? Nghĩa là kiểu phồn vinh rồi kiểu hào quang ánh sáng nọ kia đúng không? Dekibae ở đây cũng là làm một cách rất là hoành tráng đấy, đúng không? Làm một cách rất là tốt đấy. Sakuhino Dekibae ở đây là họ là những cái người học sinh ở trong nhóm chất này sẽ được tính, chỉ được tính điểm với làm sao? Chỉ được tính điểm với cái điều kiện là tác phẩm mà được hoàn thành tốt. Ok, thì ở đây cái đa kê đế này, bên trên này nó là đa kê đế là cái lượng, đúng không? Là chỉ được tính điểm bằng cái số cái số lượng sản phẩm. Còn ở bên dưới này là chỉ được tính điểm bằng cái chất lượng của sản phẩm tốt. Dakichi ni se saku suru sakuhin wa ichimai dake demo ii ga ei o toru ni wa hobo kanpeki na sashin de nakereba naranai. Là trong suốt cuộc thi học thì cái tác phẩm được tạo thành là một bức cũng được, tuy nhiên ấy, để lấy được cái điểm A thì phải hầu như là phải rất là hoàn thiện, là một cái bức ảnh mà rất là hoàn thiện. Ở đây nó có cái từ hô bộ, hôm trước mình giải thích rồi đúng không? Hô bộ đây là khá là, hoặc là 80-90% là nếu mà tính theo kiểu tỷ lệ ấy, thì hô bộ đây nó gọi là khá là cái gì đó. Hô bộ đi với tính từ ở đằng sau, ví dụ hô bộ onaji là khá là giống nhau này, hô bộ kampeki là khá là hoàn thiện này. Tô rự ở đây là để có được cái điểm A, tô rự ni hóa là để có được cái điểm A thì là mình sẽ phải, đó phải là cái cuốn sách, nhầm, đó đấy, phải là cái bức ảnh mà khá là hoàn thiện. Đúng rồi. Đấy, ichimai dake demo i, hiểu không? Ichimai dake demo, một tấm cũng được nhưng mà phải kampeki. Đấy, tiếp đến nào. Bây giờ mình sẽ dịch nhanh một chút nhá. Tiếp đến là Ngakigawa được tổ nào. Có bạn nào Ken thì mới vào ấy, có thử dịch không em? Rồi mình cùng dịch nhá. Ngakigawa được tổ là khi mà kết thúc học kỳ thì làm sao? Thì cái việc mà cái việc đáng ngạc nhiên ạ. Ở đây nó có cái từ là Kyoju này là cái ông giáo sư ấy. Cái thật có là cái ông giáo sư đấy, ông ấy rất ngạc nhiên đấy, là cái sản phẩm mà quên cái bức ảnh mà tuyệt vời nhất ấy, thì lại là tác phẩm của cái nhóm, hầu hết là đều thuộc về nhóm số lượng. Ở đây không phải là hầu hết đâu mà là tất cả đều là thuộc của nhóm lượng hết. Những cái tác phẩm tuyệt vời đều là của nhóm lượng hết. Gakichi ở đây là gì? Trong học kỳ thì những học sinh trong cái nhóm này ấy thì đã rất là bận rộn để mà nào là chụp ảnh nè, nào là gose là gì chị? Gose. Đâu cái từ nào nhỉ? Gose là kiểu hợp nhất hay còn gọi là kết hợp các thứ lại với nhau ấy. Nào là chụp ảnh này, nào là kết hợp với ánh sáng, thử kết hợp với ánh sáng, rồi nào là thử rất là nhiều phương pháp khác nhau ở trong phòng tối ạ. Cái là rửa ảnh đấy, rửa ảnh ở trong cái phòng lab của nó ấy. Hoặc là học từ những cái thất bại trước đấy, rất là bận rộn. Đúng rồi, ở đây là có cấu trúc ngữ pháp mà mình lặp lại từ hôm trước là verb tari totemo isogashikatta. Thì hôm trước có một cái là nếu như mà mình kết thúc bằng động từ thì bắt buộc phải kết thúc bằng động từ shimat. Còn ở đây nó là kết thúc bằng tính từ đúng không? Thì không cần phải shimat nữa này, giống như kiểu hôm trước là verb tadi đế. Đấy thì nó cái này nó cũng tương tự thôi. Liệt kê ra là trong cái quá trình học thì là những học sinh của nhóm này là học sinh của nhóm lượng ấy, chụp ảnh này. Cái từ cứ phương stay là tinh chỉnh hoặc là gọi là suy nghĩ nọ kia để làm sao mà đạt được cái điều mà tốt nhất. Nó có cái cứ phương ở đây, tiếng Việt của mình nó gọi là công phu. Tiếng âm Hán Việt của mình là công phu, nhưng mà khi mà mình dịch ra thì mình hiểu được ý là kiểu mình làm nhiều thứ, rồi mình kết hợp nhiều thứ, thử nghiệm nhiều thứ, tinh chỉnh nhiều thứ về mặt ánh sáng, rồi các kết hợp với nhau, rồi học nhiều siêu hồ. Đây là thử nghiệm đúng không? Tame study, thử nghiệm nhiều cách khác nhau rồi học được chính thất bại, như là rất là gì đấy, rất là bận. Rồi Nam Bakumai Monosashino Seisakusuru Nakade Gizetsu Migaite Ita. Thì ở đây nó có Migaite Ita là hôm trước mình học rồi này, verb te iku và verb te kuru, đúng không? Magaite iku đấy là thể hiện cái quá trình, thể hiện cái quá trình từ quá khứ cho tới hiện, tính từ cái thời điểm, gọi là từ cái lúc mà được giao việc cho đến lúc mà bây giờ, lúc mà đã có kết quả rồi. Đúng rồi, đấy thì là ông ấy, mọi người đã rất là rèn luyện kỹ thuật của mình. Nakade, cái từ nakade này cũng rất là hay này. Cái từ nakade này bình thường gọi là gì? Trong cái quá trình như vậy, trong cái hoàn cảnh như vậy. Giống ở chi lý à chị? Có giống ở chi lý không chị? Ý là trong cái khoảng thời gian đấy thì dần dần mình kiểu mình mài dũa được kỹ thuật của mình kiểu vậy. Đúng rồi, Uchini và Nakade thì nó cũng tương tự giống nhau, nhưng mà chỉ có một cái điểm mà chị thấy rằng là nó không phải lúc nào là cũng chỉ, không phải nó chỉ có mang cái ý về mặt thời gian, mà nó mang cái ý về thể hiện cái quá trình ấy. Có là bình thường chị hay dịch Nakade là trong cái điều kiện như thế, trong cái hoàn cảnh như thế, trong cái quá trình như thế. Thì là cái từ nakade này nó không phải chỉ đơn thuần là để chỉ phạm vi, mà nó còn là thể hiện cái quá trình, cái hoàn cảnh, cái điều kiện. Thì ở đây là mọi người thử lúc nào mà đọc một cái, hôm nào để chị tìm thêm những cái ví dụ về cái nakade này, là không phải, có là nó sẽ có những cái trường hợp mà nó rằng là trong cái hoàn cảnh như thế, konozo kia no nakade này chẳng hạn này, hoặc là thì trong cái điều kiện như thế, trong cái hoàn cảnh như thế, trong cái quá trình như thế, thì là họ, những học sinh nhóm lượng đã mài dũa rồi rèn luyện cái kỹ thuật của mình. Sonoaida, đúng không? Trong cái quá trình đó này, trong cái quá trình đó này thì lại là trong cái khoảng thời gian đó, trong cái khoảng thời gian mà gì đấy thì là gì? Litsu group quá, có là trong cái khoảng thời gian mà mấy cái thằng này nó rèn dũa rồi nó làm nọ làm kia, trong cái khoảng thời gian đó thì làm sao? Nhóm chất chị có chỉ là ngồi và suy nghĩ về cái sự hoàn hảo. Đúng rồi, suy nghĩ về cái sự hoàn hảo. Cái này có giống các bạn không? Có đúng không? Thực ra thì chị thấy là không phải chúng ta nghĩ về sự hoàn hảo, mà là chúng ta nghĩ ra cái muốn tìm cái cách để mà mình đạt được cái sự hoàn hảo đấy, nhưng mà ý là mình không làm mà mình chỉ nghĩ thôi. Mình gọi là mình phải nghĩ cái phương pháp này hay mình nghĩ cái phương pháp kia. Đúng rồi, ví dụ như là mình nghĩ là mình phải shadowing, đúng không? Là mình lên trên mạng mình search tất cả các cái video về shadowing, xong mình để đấy. Giống chị cũng thế mà, chị bây giờ chị cũng vẫn vậy, chứ không phải là ấy đâu nhé. Có thể bình thường chị, giả dụ như chị tìm hiểu cái gì đấy, là chị cũng rất hay có một cái thói quen là chị lên trên mạng, chị search đủ tất cả các cái thể loại về keyword, về cái điều mà chị đang muốn làm đấy, để chị mong muốn tìm ra một cái phương pháp nào đấy mà người ta đã chỉ sẵn cho rồi, và mình chỉ cần làm theo thôi. Nhưng mà chị thấy rằng là cái việc đấy nó tốn thời gian kinh khủng luôn ấy. Có là mình vẫn cần phải tìm hiểu nhá, mình vẫn phải đi tra cứu nhá, nhưng mà mình không nên dành quá nhiều thời gian vào cái việc mà đi tìm hiểu cái phương pháp mà những người trên mạng người ta nói ra ấy, giống như kiểu nhé. Các bạn có hay gặp một cái trường hợp đó là, ví dụ như là các bạn theo dõi chị đúng không? Lý do của các bạn tìm thấy chị là vì là chị nói một cái gì đấy, xong đó là các bạn thấy hay. Giả dụ thế. Hay không thì không biết nữa, nên chị giả dụ rồi. Là các bạn thấy hay và các bạn muốn làm theo, thế là lần sau là các bạn cứ phải tìm, cứ là các bạn thường hay cố gắng kỳ vọng với cái việc là người ta nói như thế này thì mình sẽ làm theo như thế. Nhưng mà sau rất là nhiều năm, chị thấy là rất nhiều người nổi tiếng nhá, như thầy Phan Văn Trường mà chị hay theo dõi này, hoặc là tất cả những cái ông thầy mà chị theo này, thì người ta đều nói rằng là tất cả những cái gì mà người ngoài người ta nói và người ta khuyên ấy, nó đều không đúng với bạn đâu ấy. Có nghĩa là gì, bản thân nó phải là tự xuất phát từ cái việc là mình suy nghĩ, mình ngồi mình suy nghĩ về cái việc là mình cần làm gì trước, rồi mình hãy, có là khi mà mình suy nghĩ là mình cần làm cái gì trước rồi thì trong cái quá trình mà mình làm đấy thì mình mới thấy rằng là ngoài kia nhiều người cũng đang làm như thế, thì mình sẽ vững tin hơn cái việc là mình làm như thế là tốt, chứ không phải là mình đi tìm cái bên ngoài kia những cái phương pháp rồi sau đó mình áp dụng thì nó lại là bị đi ngược ấy. Có là vẫn là một cái hành động là tôi sẽ làm cái việc này, tôi sẽ làm cái việc kia, nhưng mà mình thay đổi cái góc nhìn một chút là mình hãy thử, mình dành thời gian nhiều hơn cho cái việc là mình tự suy nghĩ xem là cái việc mà mình có thể làm bây giờ là gì, sau đó là mình mới đi tìm ở ngoài kia những cái người mà mình làm giống như vậy thì nó đi ngược lại như vậy thì chị thấy là nó hiệu quả hơn. Đấy, thì bây giờ chị cảm nhận được như thế, mặc dù là chị thỉnh thoảng chị vẫn bị một cái tật đó là chị phải đi tìm tất cả những cái video mà người ta nói về cái đấy, sau đó là chị mới làm theo những cái điều đấy. Nhưng mà đến lúc mà thường chị cứ hay kiểu là gì, tìm được 5-6 cái video rồi chị thấy cuối cùng mình chẳng biết mình làm gì. Mình không biết mình làm gì và mình không thực hiện được những cái mà mình có thể làm hiện tại ấy. Thì cứ mình làm cái này thì nó mới đến được cái kia ấy. Đấy, thì cái này nó là cái mà tí nữa chị cũng sẽ nói thêm một chút về cái này. Đấy, thì trong cái quá trình đấy thì nó cứ ngồi nó nghĩ là làm thế nào để mà giỏi, rồi làm thế nào mà để có được một tác phẩm hay, rồi làm thế nào để mình có thể nói giỏi được, rồi làm thế nào để mình có thể viết được. Nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy thôi và không làm được gì. Và kết cục là gì đây? Hồ Tông Độ Nạc Cự hầu như là Đô Lê Cửa Shimei Seru là gì? Bày tỏ, bày mono ở đây là cái gì các bạn? Mono là cái gì? Là cái việc đúng không chị? Không. Hãy liên kết nó với nhau. Là cái suy nghĩ mà hướng không tới phải. Cái không phải. Mình phải liên kết câu trước và câu sau. Sakuhin. Đúng rồi, Sakuhin, đúng không? Đấy, cái mono đây là Hotodonaku. Vâng. Là hầu như chẳng có cái tác phẩm nào để mà có thể phô diễn, đúng không? Phô diễn thể hiện được cái năng lực của mình hết. Và Symbiose đây là kiểu lý thuyết suông ấy. Nonai ly lông, lý thuyết suông thôi, không có tính logic cụ thể hết. He bông na bình thường. Sashinga dekita dake datta. Đấy, chỉ toàn là những cái tác phẩm như thế thôi. Rồi tiếp nào. Watashi wa kore o ikou ga aru koto to koro o kosu koto no chigai to yonderu. Gọi là tôi họ, từ ngược tôi ngọ. Đây là sự khác biệt giữa cái việc mà giữa việc có ý chí và việc thực hiện hành động. Đúng rồi. Okosu ở đây là gì? Làm, nhớ là tay không phải là okoru. Okoru khác, còn okosu là khác, đúng không? Gọi là mình phải thực sự làm một cách chủ động ấy. Còn đây là okoru thì nó là tự động. Còn đây là okosu là làm để mà hành động. Thì nó là khác nhau, ý chí và hành động nó là khác nhau. Ý chí là chỉ nghĩ thôi. Kono futatsu onaji ni kikoi, mặc dù nhìn thì nó giống nhau, nghe thì nó giống nhau, thực ra là nó không giống. Nếu mà mình có ý chí thì mình sẽ xây dựng kế hoạch, rồi xây dựng chiến lược. Cái từ nê đự này là gì hả các bạn? Nê đự đấy trong từ lên siêu đúng không? Là dễ, gọi là gì? Vắt óc suy nghĩ này. Nghĩa của nó là vắt óc suy nghĩ, hoặc là gọi là làm thế nào đấy để mà để tạo ra được những cái chiến lược, suy nghĩ, tìm ra được những cái chiến lược và học hỏi từ nó. Kawaru tame ni saiteki na keikaku tate yoto suru to là gì? Mình định làm gì đấy, định. Đúng rồi, nếu mà bạn định lập kế hoạch, định lập một cái kế hoạch. Saiteki là gì? Phù hợp ạ? Đúng rồi, phù hợp nhất. Phù hợp nhất, tối ưu nhất. Kawaru là gì? Là có là để mà tình trạng của mình nó được thay đổi, đúng không? Nó bị động mà, đúng không? Có là nếu như mà bạn cố gắng, bạn đi mong muốn, bạn vô tố sức được, bạn cố gắng tạo ra một cái kế hoạch gọi là hoàn hảo hoặc là tối ưu để mà có thể thay đổi, để mà gọi là cái hoàn cảnh của mình nó thay đổi thì lại cô tô gáo ôi. Thì sao? Thì cái việc mà Ikichimaru là gì nhỉ? Bị mắc kẹt à? Đúng rồi, bị mắc kẹt. Cô tô gáo ôi. Có cái ví dụ nào nói về cô tô gáo ôi chị thấy gặp rất nhiều luôn này. Thường là chúng ta hay bị mắc kẹt nếu như mà chúng ta cố gắng tạo ra một cái kế hoạch nào đấy tối ưu. Bây giờ có cái gì cô tô gáo ôi ta? Bây giờ thường những cái người mà học giỏi thì ít nói chẳng hạn, giả dụ thế nhá, không biết có đúng không nhá, đấy là chị nói điều thôi, đúng không? Thường những cái người hoặc là thường những cái người mà hay nói hoặc là khéo mồm thì là không trung thủy, giả dụ thế nhá, không biết có đúng không nhá, đúng không? Đấy thì là cái cô tô cáo ôi này có nghĩa là thế. Bây giờ như là cái thể xu hướng, đúng không? Xu hướng thì cái này tí nữa nó có ví dụ ở đằng sau, chị không nhớ chị lấy ví dụ gì, tí nữa mình nói tiếp. Ví dụ như là gì? Cái phương pháp để giảm cân nhanh nhất này, rồi chương trình tối ưu nhất để mà Kiniku Otsukeru này, đúng không? Rồi cái ý tưởng khởi nghiệp hoàn hảo này. À đúng rồi, mọi người hay đổ lỗi rằng là gì? Tôi thất nghiệp tôi khởi nghiệp không thành công là vì không tìm được ý tưởng. Đúng rồi, vì không có sản phẩm, có là vì không có ai hỗ trợ tôi, hoặc là tôi không có là mọi người ai cũng được hỗ trợ, hoặc là ai cũng có tiền vốn lớn hoặc là gì đấy. Có là đổ tội cho cái gì? Đổ tội cho những cái mà mình thiếu. Hoặc là ví dụ như là tại sao bạn không giảm cân được? Bởi vì hay đổ lỗi là gì? Tại sao lại không giảm cân được? Hả? Tại sao không đổ? Tại bạn đi nhậu với lại sếp. Mình không có phương pháp tốt, đúng không? Như là ý nói là kiểu mỗi chạy không thì làm sao mà giảm cân được. Đấy kiểu như thế, nhưng mà vấn đề là mình muốn phải làm thật là nhanh, làm phải là cái phương án đấy phải chắc chắn thắng, đúng không? Các bạn nào nghĩ là bây giờ học ở đấy là phải đỗ N1 thì tôi mới học, các bạn nào nghĩ thế không? Ví dụ như là tìm một cái trung tâm nào đấy đi. Bạn nào mà chả hỏi chị ơi bên chị có cam kết đầu ra không? Chị ơi bên chị có chắc chắn đỗ không? Nếu mà cái đấy không phải chị quyết định. Ngày xưa cái hồi mà còn non ấy, thì cũng bảo là chị cam kết đầu ra cho bọn em, nếu như mà bọn em không đỗ thì học lại ấy, hoặc là gì đấy ấy. Nhưng mà chị thấy đấy nó chẳng có ý nghĩa gì ấy. Không biết mọi người cảm nhận nào, nhưng chị thấy nó không có ý nghĩa gì luôn, nói chỉ để nói vậy thôi, chứ còn thực ra không phải là do chị. Mà tất cả những cái bạn mà học ở bên chị hoặc là học ở bất kể đâu nhá, mà đỗ ấy, là do các bạn ấy chứ không phải do chị hoặc là do giáo viên. Nói thẳng trắng ra là như thế. Không, giáo viên là hỗ trợ thôi, còn phần chính thì vẫn là tự bản thân bạn ý. Đúng rồi, và không ai giúp được. Đi học, đầy người phải đi học 10 năm, 20 năm mà có đỗ đâu, đúng không? Đấy là do mình thôi. Nhưng mà do hên nữa chị. Do hên. Ngày xưa cũng nghĩ là do hên, nhưng mà chắc hên cũng là do mình nữa chứ. Tiếp đến nào. Chikara Ososo Amari. Ở đây có cái từ Amari. Amari là gì? Amari. Quá cái gì đó, đúng không? Nhưng mà tại sao lại đứng đằng sau cái... Đúng rồi. Cái công thức này dùng quá nhiều luôn. Lên trên mạng Google search đi. Lên trên mạng Google search cho về search lại nhá. Động từ của vị Amari. Đúng rồi. Mình sẽ nhận lầm quá. Đúng rồi. Quá là gì đó. Dùng rất nhiều nha. Quá là dồn công sức vào cái việc đấy. Thì là cái này chị viết sai nha các bạn. Cái này đánh máy sai. Đánh máy sai. Cái này hôm trước Sorewai nhá. Sorewai koto daga. Có là cái việc đấy thì cũng tốt. Cái này là sore nhá. Chị đợt trước bị sai đấy. Có là cái việc mà dồn công sức để tìm ra cái phương pháp tốt nhất cũng là điều tốt, nhưng mà bạn sẽ không, nhưng mà kết cả Umidasa này không thể nào đưa ra được cái cậu mong muốn. Phương pháp chỉ là phương pháp thôi. Tiếp là ngược lại nào. Hành tố hóa ở đây là gì các bạn? Định nghĩa. Định nghĩa thì nó sẽ kết thúc. Định nghĩa thì bao giờ cũng phải kết thúc là một danh từ. Ở đây là cô y là danh từ, và ở đây nó là dùng đế a đự này. A là B là hành vi đem lại kết quả. Đúng rồi. Kakitai kizu no idea nizuko agete moso da iko đế a đự. Age đự này là gì? Là đưa ra. Đúng rồi, đưa ra các cái ví dụ. Đúng không? Ví dụ như là mình hay nói là ngày hôm nay, trong buổi họp ngày hôm nay tôi chỉ đưa ra một số các cái vấn đề mà cần bàn thôi. Còn lại thì là chi tiết cụ thể thì sẽ để họp sau chẳng hạn. Thì cái từ AG đự này là đưa ra các cái ví dụ, đưa ra các cái vấn đề, đưa ra các cái chủ điểm. Thì nó dùng cái AG đự là gì? Cái tên khi idea là mặc dù bạn đưa ra hàng trăm cái ý tưởng, hàng chục à? Các cái ý tưởng 20 ý tưởng. Đúng rồi, 20 ý tưởng để viết một cái bài viết muốn viết, nhưng mà nó cũng chỉ là ý chí thôi. Sorewa, đúng không? Còn jisai ni, cái từ mưu cao hôm trước cái buổi đầu tiên mình nói rồi, cái từ mưu cao này là gì? Mukate mukau ấy. Tiến tới. Đúng rồi, tiến tới. Cái từ này trong thực tế mình hay dùng trong câu nào mà rất là hay dùng. Ví dụ là tôi đang đến công ty đấy. Rất là bạn đến hôm nay bạn có đi làm không? Gọi điện chẳng hạn. Hôm nay bạn có đi làm không? Ừ, tao đang đến công ty đây. Thì là kai sani mukatemasu. Chỉ đây là tsukue ni mukate là tiến tới cái bàn. Đúng không? Tiến tới cái bàn viết. Thì cái từ mukau rất hay dùng nhá. Mukate masu như là tôi đang đến đây. Đấy, kai sani mukate masu, hoặc là tôi đang đến cái chỗ mà anh đang nói đây, đúng không? Đang ở chỗ hẹn chẳng hạn, xong là nhắn tin bảo là mày đã đến chưa? Mày đi chưa? Đấy, hay mukate masu. Hitotsu no kiji o kaku nara, nếu như mà mình viết một bài thì đó mới là hành động. Viết một đến gọi là gì? Đi tới cái bàn. Viết một bài đấy. Thì ở đây chị dịch nó là ngồi vào bàn, nhưng mà bản chất nó là đi tới cái bàn, đúng không? Nhưng mà ai nói rằng là nhưng thực tế bạn đi tới cái bàn viết một bài thì nghe nó điêu, nên là phải chuyển nó thành là ngồi vào bàn viết một bài đấy. Thế nên nhiều khi dịch từ Nhật sang Việt nó cũng không thể nào khớp được 100%. Nó trong cái lúc mà mình phân tích như này thì nó mới ra được nhiều thứ này, đúng không? Moto i dai to ho sagashi sonote no hongoyo mono wa iko, có là nó chỉ là ý chí thôi. Nếu mà mình tìm một cái cuốn sách rồi đọc một cái cuốn sách rồi, đúng không? Các bạn nghe này, các bạn chỉ là ý chí thôi. Thực tế các bạn áp dụng nó vào thực tế nó mới là quan trọng. Nên này jissai ni kenko tekina sokuji o suru no ga kodo de, đúng không? Thực tế bạn sử dụng những cái này, bạn nói vào trong thực tế, bạn áp dụng vào trong thực tế thì cái đấy có ai quyết định được không? Jibun jishin shidai. Jibun jishin shidai, đúng không? Cái đấy nó tùy thuộc vào bạn, đúng không? Bạn có tham gia vào cái buổi này hay không là Jibun jishin shidai, đúng không? Lúc ngày xưa cái đợt mà chị còn làm mấy cái câu lạc bộ đọc đó kia ấy, chị buồn lắm. Ngày xưa cũng đã từng có một thời gian buồn lắm, tại sao mà vào chẳng có ai đấy, đã từng nghĩ như thế. Nhưng mà lần này là thực sự là bỏ qua hết những cái đấy, một người cũng nói luôn. Vì là bản chất là mình sẽ không thể nào mà đi, mình không thể nào đi control những cái mà mình không thể control. Mình không thể nào đi quản lý những cái mà mình không thể nào quản lý được. Mình chỉ có thể thực hiện được những cái việc mà mình cần phải làm, và mình chỉ thay đổi được mình thôi, còn mình không thể nào thay đổi được người khác, đúng không? Mà bản chất người ta thấy cần, thực ra cái việc mà tham gia là người ta thấy hữu dụng, người ta thấy áp dụng được, người ta thấy rằng là nó có ích cho cái cuộc sống của người ta thì người ta mới tham gia. Chị cũng thế, đúng không? Chị tham gia, nhưng cái việc mà thấy có ích hay không thì lại jibun jishin shidai. Cái đấy nên là mình không thể nào quản lý được, đúng không? Mình không thể nào control được hết những cái việc như vậy. Đấy. Tiếp đến nào, iko ga yakutatsu koto mo aru ga. Koto mo aru này là gì? Cũng có. Đúng rồi. Nó có cái động, đúng rồi, nó có cái động từ ở đây là thể gì? Thể futsuke, đúng không? Futsuke. Còn cái thể kakoke là gì? Quá khứ thì sẽ là nghĩa là gì? đã từng làm. Đúng rồi, kinh nghiệm, đúng không? Kinh nghiệm, ví dụ như là sushi đó, tabeta kutoga được là tôi đã từng ăn sushi, tôi đã từng có cái kinh nghiệm ăn sushi. Ví dụ nihon ni itta kutoga được là tôi đã từng đi Nhật. Còn đây là ví dụ nihon ni iku kutoga kotomo được là gì? Cũng có ý là kiểu thể hiện nó bằng với là thỉnh thoảng đôi lúc. Hoặc là kiểu giống như là bạn đã đi nhiều nước rồi, bạn cũng có đi Nhật rồi. Đấy. Thì đôi lúc thỉnh thoảng hoặc là gì đấy. Thì đây là gì? Đôi lúc thì ý chí nó cũng có tác dụng. Nhưng chỉ vậy thôi thì cũng không mang lại kết quả. Đúng rồi, koto anai. Rồi cái từ koto anai này hay dùng này. Ví dụ nào? Hôm trước cũng có nhỉ? Hôm trước có này. Ví dụ như là sona koto anai, làm gì có cái chuyện như thế. Hoặc cái gì koto anai đấy nhỉ? Chứ mà làm gì có chuyện được mang tên, đúng không? À làm gì có chuyện. Đúng rồi. Đúng cái ví dụ này. Man tên nó sư được của tôi này. Cô Jin Tole là ni nan độ so dan ste mo iko wa sin tai kitai te wa kurei này, không nhận được cái gì? Kitai được là gì? Rèn rũa à? Rèn luyện. Kitai được này nó bằng với tole ninh ngự. Rèn luyện về mặt thể chất, không phải thể chất, thân thể. Ý chí thì không giúp cho mình rèn luyện thân thể. Dù mình có trao đổi nhiều lần với Tolena là người hướng dẫn cho mình. Đúng rồi, đây gọi là gì? Nó gọi là gì nhỉ? Tính giờ này mình hay dùng PT à? PT đúng không? Personal trainee. Personal trainee à? Hay là gì đấy? Nó gọi là PT đấy, thuê PT ấy, 400-500 nghìn một tiếng đấy. Đấy, nó có nói chuyện với PT đấy, nói chuyện với người tới thì cũng chỉ không giúp ích được cho mình. Vấn đề là mình sao Endo tí cô đô đặc chỉ có hành động, vận động thì mới đem lại được cái thành quả mà mình IT ní, ID tay. Nắm được, có được trong tay. Đúng rồi, nắm được trong tay. Siêu cao minh cái tay nếu mà muốn. Minitsuke được là rèn luyện, học hỏi, trau dồi thói quen. Thì phải yêu cầu, không phải chỉ có yêu cầu sự hoàn hảo mà phải bắt đầu từ cái việc lặp đi lặp lại. Atarashishiu càng nitsuite arekore to arekore là gì? Cái này, cái kia. Cái nọ, cái kia tốt. Mirai no keikatate được hitsuwa này. Không cần phải xây dựng kế hoạch này, tương lai xa vời kiểu này nọ ấy. À đây cô đây là hết cái nọ đến cái kia ấy. Có là mình không cần phải lên kế hoạch là nào là phải làm A, phải làm B, làm C, rồi là phải làm việc này, việc kia, việc D. Mình suy nghĩ ra rất nhiều thứ khác nhau, suy nghĩ ra nhiều các cái trường hợp khác nhau ngay từ lúc ban đầu. Mà Hichio Nanoa là chỉ có thực hiện thôi. Giống như là, ví dụ như là đúng không? Ngày xưa không biết mọi người này, cái đợt mà chị muốn dậy sớm ấy, nghĩ nhiều lắm, đọc sách nào gì ngủ ít để khỏe này, có cái cuốn ngủ ít để khỏe của Thái Hà book này, xong lại gì lên trên mạng search làm thế nào để dậy được lúc 5 giờ sáng này, xong là gì cái gì nhỉ, vòng lặp ngủ ấy, có là ngủ người ta bảo cứ 45 phút là nó sẽ ngủ và đúng cái lúc dậy vào lúc 45 phút đấy thì nó sẽ khỏe khoắn nọ kia ấy. Ôi rồi đọc mãi ngày đúng không? Cũng thử, gọi là cũng thử các cái phương pháp ở trong cái cuốn sách đấy nhưng mà cuối cùng tan nát ấy, không có được đâu. Nhưng mà xong là đến cái đợt mà mình bây giờ có lần bắt buộc mình phải dậy, kiểu mình muốn là cái việc đấy thì mình bắt buộc phải dậy. Thế là mình xác định đặt chuông đồng hồ dậy, thế là dậy. Jiko sư đựng của tôi đã kể đã, đúng không? Rồi có những cái hôm mà kiểu bước chân được 2-3 bước chạy là thấy mệt lắm rồi, không thể chạy được. Thôi cố được một cây, đến cây thứ hai thì là kiểu cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nó cứ thế thôi, cứ chạy thôi. Nếu mà mệt quá không thể chịu đựng được thì thôi nghỉ. Nhưng mà kiểu hơi mệt thì thôi cố thêm vài bước nữa, thế là hết một cây. Đấy, cô đấy gạ tiếp nhé. Cô đây gandai sang no ho so no sai so no point tổ đế được. Và đây chính là cái này là trong cái cuốn thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ, cái cuốn Atomic Habits, thói quen nguyên tử ấy, thì là nó có mấy cái nguyên tắc để giúp cho mình tạo thói quen ấy. Thì đây là một trong những cái thói quen, một trong những cái phương pháp thứ ba để tạo thói quen, đó là lặp đi lặp lại. Nó có cái từ tori kakaru này cũng hay dùng này, chị thấy là dùng trong cuộc sống nhiều này. Đó là bắt đầu với cái việc đấy, việc gì đấy. Cái từ này bình thường mình cứ hay nói là hajimeru đúng không? Nhưng mà chị thấy là mấy ông sếp của chị gặp mấy lần rồi là ông ấy không dùng hajimeru, ông ấy dùng luôn tori kakaru. Đấy. Tức là tori kakaru chứ không phải là tori kakeru đúng không chị? Không, tori kakeru là một từ khác hay sao em? Để chị chốt lại phát nhỉ? Chị không nhớ lắm. Chờ tí. Em thử chốt lại xem nào. Tori kakaru. Đúng rồi, teo chukeru đấy. Vâng. Nó bằng với chakusiu suru là bắt tay vào rồi. Cái từ chakusiu cũng hay dùng này. Cái từ chakusiu là bắt đầu làm gì ấy cũng hay dùng. Cái từ chakusiu này dùng nhiều hơn này. Nhưng mà có đâu chị gặp 2-3 lần trong gần đây thôi. Gặp 2-3 lần cái từ tori kakaru này. Đấy, có những người ta dùng tori kakaru. Có những người dùng chakusiu suru là bắt tay vào chứ không ai người ta dùng hajimeru đâu. Chị thấy ít dùng, có là nó vẫn đúng nhá, nhưng mà chị thấy ít dùng hơn. Ít dùng hơn. Nó chỉ có là động từ cộng với lại si hajimeru thôi. Ví dụ như là sagyo si hajimeru là tôi bắt đầu làm. Hoặc là benkyo si hajimeru, hoặc là kaihatsu si hajimeru thì có. Nhưng mà nó thay luôn bằng chakusiu suru cho nó nhanh, đỡ phải đổi. Ok. Đấy, thế mà dịch xong là cũng tốn khá nhiều thời gian luôn. Rồi. Cái đoạn video thì đã gửi cho các bạn rồi này, về nhà thử xem lại nhé. Hôm trước là chị đã up lên YouTube rồi đấy. Hôm trước là Spotify, dạo này up lên hẳn YouTube rồi. Nhưng mà ở chế độ không công khai thôi. Đấy, về nhà thử viết 5-10 câu bằng tiếng Nhật nói về suy nghĩ cảm xúc bạn sau khi đọc thí nghiệm bài này. Đúng không? Mình định làm gì thôi. Đấy, thì bây giờ lúc nãy có nói một chút về cái việc là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo. Thì có nói cái câu này rồi, là khi mà mình yêu cầu quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều và cái kampeki, sự hoàn hảo thì mình sẽ bỏ lỡ đi. Mình sẽ đánh mất đi những cái tốt. Đấy. Thì khi mà mình chị sẽ chia sẻ một chút là khi mà thực hiện cái ngày xưa cách đây khoảng tầm 3-4 năm thì khi mà chị nghe được cái câu này chị thích lắm. Chị thích và chị áp dụng theo đúng như thế luôn. Ngày xưa đầu tiên là chị gặp cái câu này của ông Mark Zuckerberg. Ông ấy nói trong cái câu là hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo, cứ làm đi rồi. Có là ngày xưa ông ấy nói rằng là gì? Có là lúc đầu Facebook nó không chỉ là, nó không gọi là như đế chế như bây giờ. Nó chỉ đơn giản là ông ấy làm cho một cái nhóm nhỏ trong trường chia sẻ những cái thông tin cho nhau rồi dần dần nó phát triển lên đến tận bây giờ ấy. Đấy, thì cứ hoàn thành tốt hơn hoàn hảo là cứ làm những cái việc mà mình có thể trong tầm tay trước rồi dần dần nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì rất là thích cái ý đấy. Thế là mình cứ đi mình làm, có là những cái gì mà mình làm được ngay lúc đấy, mình làm được, mình là có thể làm được cái gì lúc này là mình làm tất, mình cố gắng mình làm tất. Và sau này khi mà mình nghe nhiều thì có một cái câu của thầy Phan Văn Trường mà chị cũng rất là thích, đó là làm tốt nhất những cái gì có thể. Thì lúc đầu chị cứ nghĩ là làm tốt nhất những gì có thể là nó mang tính chất tầm vóc lắm ấy. Có là kiểu là làm nó phải perfect, rồi làm nó phải hết khả năng, có là phải làm một phát là có là phải làm như thế nào để cho mọi người gọi là nạt tốc cự với nó, rồi mọi người cảm thấy rằng là đấy, kiểu cái gì mình làm ra là phải wow, đấy kiểu thế. Nhưng mà sai nhá các bạn. Khi mà mình đầu tiên là mình nghĩ rằng là mình phải làm tốt nhất có thể này, hoặc là mình phải hoàn hảo này, thì nó sẽ có những cái điểm yếu. Đó là đây là câu chuyện của chị thôi nhá, không phải câu chuyện của mọi người, nên là chị cũng không biết là có khớp với ai nào không. Thì cái điểm yếu của chị khi mà chị thực hiện hai cái câu nói đấy, đó là chị làm một cách bạt mạng. Bạt mạng ở đây theo cái kiểu gì nhỉ? Không biết mọi người thế nào, nhưng mà ngày xưa cái hồi mà con chị còn bé, chị thức đến 1-2 giờ sáng chị làm chuyện bình thường. Rồi cái đợt mà chị làm cái trang blog Hồng Lê Thị cũng thế, chị thức đêm đến 2-3 giờ sáng, rồi sáng hôm sau chị dậy đi làm một chuyện bình thường. Rồi sáng thì dậy sớm nọ kia, nói chung là mình làm một cách rất là mình nghĩ là mình muốn làm một phát là mình cứ nghĩ là thôi mình cứ làm đi, và mình không coi trọng là cái lúc đấy là nó có được tốt hay không hoặc gì đấy, mình cứ làm thôi, mình làm, và rất nhiều những cái giờ nó đã được chị tạo ra cái thời gian đấy. Đợt đầu tiên những bạn nào theo dõi chị sẽ thấy là chị chia sẻ rất là kiểu mang tính cá nhân, từ những cái bài viết mà chị tự viết tay, rồi những cái câu lạc bộ đọc, rồi câu lạc bộ nọ kia, là chị tạo ra rất nhiều thứ, quá là nhiều thứ luôn. Nó rất là nhiều thứ đã được thử nghiệm. Chị ăn cắp thời gian ở công ty để chị làm, và chị học cái đoạn ăn cắp thời gian này là hơi giờ có lỗi này. Đấy, rồi thậm chí là kiểu mình làm nó rất là mệt và uể oải, và nhiều lúc thực sự là có những cái lúc mà mình cảm thấy là mình bị, đợt đấy có một lần mà mình bị đau đầu nửa đầu ở bên tay, nửa đầu này thì là phải đi đến Hồng Ngọc để khám và lấy thuốc. Thì cái lúc mà uống thuốc thì buồn ngủ kinh khủng, tại vì cái thuốc đấy nó giống như kiểu là bắt mọi người phải bắt cái não của mình nó không được hoạt động ấy, tức là nó giúp cho mình, nó bắt mình phải kiểu buồn ngủ kinh khủng luôn. Thì đợt đấy nó gọi là gì, máu không kịp lên não, cái bệnh nó gọi là máu không kịp lên não đấy. Thì là lúc mà chụp gì đấy thì là cái máu nó không lên não được, thế là người ta mới cho cái thuốc đấy để đi ngủ đấy, giống như kiểu một thuốc ngủ vậy. Thì sau rất là nhiều năm mình làm như thế này, cũng là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo, đúng không, làm những cái gì mà mình có thể, đúng không, thì mình nhận ra được một cái bài học, đó là gì, ví dụ như là cái câu lạc bộ buổi trưa chẳng hạn, chị làm rất là fail. Cách đây khoảng tầm 2-3 năm gì đấy, chị làm cái câu lạc bộ đọc vào buổi trưa. Thì đợt đấy chị đọc cái cuốn Atomic Habits, là cái cuốn là thói quen nguyên tử, mà chính là cái bài này mà mình đang phân tích luôn này. Thì cái đợt đấy chị bị fail, đó là chị không đọc được hết cái cuốn đấy, mặc dù chỉ còn một vài trang nữa thôi nhưng mà không đọc được hết. Thứ hai là không kết nối được tất cả mọi người. Đến cái hôm cuối cùng mà đọc cái cuốn đấy, nó chỉ có khoảng tầm một người, và thậm chí cái buổi cuối cùng là không ai vào. Có là chỉ có mỗi mình chị chơi ở trên cái meeting ấy thôi. Rồi nội dung các cái buổi rất là nhàm chán, có là chị chỉ đơn giản chị lên chị đọc và phân tích cùng với mọi người, và mọi người cũng không được nói, mọi người cũng không được tham gia, rồi mọi người cũng không có bài tập, rồi nó chỉ đơn giản là chị lên chị nói, chị đọc và chị phân tích, ai nghe được thì nghe nó kia đấy. Và mọi người không nhìn thấy được cái kết quả, và bản thân chị cũng không nhìn được cái kết quả. Thì sau khi mà fail nhá, thực sự là bị fail và cũng bị comment khá là nhiều luôn. Thì có một cái chị cũng rất là thân thiết, chị nói rằng là hồi đấy chị cảm giác như là rất là nhiều người đã bị gọi là bị cảm thấy không được như mình nghĩ và đã rời bỏ em ấy. Thì thực ra cái đợt đấy thì mình cũng nghe như vậy, mình cũng thấy có lỗi, nhưng mà mình cũng nghĩ đến một cái câu là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo, nên là mình đã cố gắng mình làm cái lúc đấy rồi, nên là mình cũng không gọi là gì, mình cũng không gọi là quá day dứt, hoặc là không kiểu cảm thấy có lỗi, thì mình thử với những cái lần sau thôi. Thì bắt đầu đến cái đợt cái khóa này là chị đã tự nghĩ rằng là chị sẽ cần phải thiết kế hoạt động nhóm, và chị nhờ sự trợ giúp của mọi người để chị đỡ bị mệt, và chị sẽ thiên về cái việc là chuẩn bị kỹ càng hơn về mặt slide, và mình sẽ cố gắng làm sao để có thể ứng dụng được vào thực hành. Thì đây chính là hoàn thành tốt hoàn hảo, đúng không? Khi mà mình đã hoàn thành được những cái mà mình nghĩ rằng là tốt nhưng thực tế nó cũng không có tốt, nhưng mà dần dần sau khi mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng là mình đã học được rất là nhiều thứ. Nếu như mình không làm các cái câu lạc bộ buổi trưa, mặc dù nó fail như thế, thì mình cũng sẽ không có được những cái kinh nghiệm thực sự là xương máu, là mình cần phải làm tốt hơn như thế nào, đúng không? Rồi đấy là cái kinh nghiệm của chị. Và shadowing cũng thế, nó cũng là một cái fail của chị. Đó là có một đợt là chị có tổng hợp được đâu 4 hay 50 bạn vào một cái nhóm shadowing, và đợt đấy là mất 500.000, và chị đã định là làm trong một năm, nhưng mà chị cũng bị fail giữa chừng, mất đâu 3 hay 4 tháng. Thực sự bây giờ vẫn còn một cái lỗi day dứt, đó là chưa thể nào hoàn thiện được cái khóa đấy. Vậy nó cũng chỉ đơn giản lúc ngay từ đầu mình cũng nói chỉ là học cùng nhau thôi, nhưng mà chị cũng không hoàn thiện được một năm. Thì đợt chị cũng vẫn còn đang day dứt cái đoạn đấy, thì trong tương lai chắc chắn sẽ phải làm lại cái nào đấy để có thể không bị áy náy ở cái phần này nữa. Thì chị định là trong thời gian tới sẽ làm một chút về cái phần shadowing này, thì mong rằng là sẽ được nói tốt hơn trong cái đợt tới. Và đợt trước thì là mình đã, vì là mình cũng làm ở nhà, mình không có cái sự hỗ trợ về mặt kinh tế ở phía đằng sau, nên là mình cũng yêu cầu các bạn ấy đóng 500.000. Và sau khi mà mình không thực hiện được cái việc lời hứa của mình ngay từ lúc đầu, lúc một năm ấy, là chị cũng bị thực sự áy náy một thời gian, và bây giờ vẫn chưa hết cái áy náy đâu đấy. Nên là mình sẽ cố gắng là trong thời gian tới này mình sẽ làm lại cái này, và mong rằng những cái bạn nào mà đã từng tham gia cái khóa shadowing đấy sẽ quay trở lại được. Tiếp đến này, và có một cái đó là đừng kỳ vọng quá nhiều, và cứ làm khi thấy mình cần. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng là gì, không kỳ vọng quá nhiều, có nghĩa là gì, mình cứ làm đi, mình cứ làm các cái câu lạc bộ đọc buổi trưa đi, mình cứ làm các cái nội dung liên quan tới shadowing đi, cứ làm đi và hoàn thành tốt hoàn hảo, mà mình đã từng nghĩ như thế mà. Và mình không kỳ vọng quá nhiều và cứ làm khi mình thấy cần. Nhưng mới một cái bài học mà chị xác định được gần đây, đó là gì, làm thế nào được biết được rằng là cái mình cần là cái gì. Thì Có một cái mà chị nghĩ là một cái bài học mà chị nghĩ là gần đây chị mới học được, đó là mình phải quan sát thực sự sâu vào cái cuộc sống của mình ấy, và nhận định và đánh giá được cái việc đấy thực sự có cần phải là lúc mình làm ngay lúc này hay không. Thì chị đã từng có những cái công cụ để giúp cho chị quan sát được cái cuộc sống của mình, có là chị vẫn làm nhưng mà đến tận bây giờ chị mới thấy là thực sự là nó có hiệu quả. Đó là giúp cho mình xác định được là mình thực sự cần làm nó hay không. Đó là mình phải có những cái đợt trước chị cũng có chia sẻ cho các bạn một số các cái video liên quan tới cái việc là của cái thầy của bên web 5 ngày ấy, nói về cái việc là chia sẻ, viết và ghi chép lại những cái cảm xúc ở trong ngày của mình là gì. Bởi vì là chị đọc rất là nhiều sách và tham khảo rất là nhiều nguồn, thì người ta nói rằng là cái mà mình mong muốn nhất nó là cái mà khiến cho mình có được những cái cảm giác hạnh phúc, gọi là cái cảm giác là kiểu không phải hạnh phúc theo cái kiểu là gì vỡ òa, mà chỉ là kiểu cảm thấy là mình muốn làm nó, và mình cảm thấy là khi mà mình làm như vậy thì mình thấy vui. Nhưng mà bản chất là bản thân chúng ta khi mà làm trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không biết được khi nào chúng ta vui và không biết chúng ta khi nào chúng ta buồn, mà thậm chí là chúng ta hay bỏ qua những cái chi tiết nhỏ và chúng ta hay bị nhìn vào những cái cảm giác buồn hơn là những cái cảm giác vui. Và cái việc sổ tay với ghi chép lại những cái cảm xúc mà nảy ra trong đầu và biết khi nào mình vui và khi nào mình không vui ấy, là một cái chị nghĩ rất là có ích. Và thiền giúp cho mình đánh giá được cái khách quan hơn. Thì dạo gần đây chị không thiền nhiều nữa, nhưng mà cách đây 2 năm chị thiền rất là nhiều. Cái đợt đấy thì chị không viết sổ tay mà chị thiền là chính, nhưng dạo này thì chị viết morning page, thì nó là một cái cách để quán tâm, hay còn gọi là một cái cách để thiền, gọi là kiểu là thiền viết ấy, kiểu thế. Thì chị cũng nhận ra được rất là nhiều những cái bài học, mà chị nghĩ là 3 cái công cụ này, nếu như mà bạn nào cảm thấy rằng là muốn tìm hiểu thêm về những cái này thì hãy có thể lên mạng để tìm hiểu thêm, hoặc là thử áp dụng một trong 3 cái phương pháp này. Và dần dần khi mà mình xem xét nhiều thứ, mình tìm hiểu nhiều nguồn khác nhau, cộng với thực tế mình làm, mình hành động đi ấy, thì chị nghĩ là 3 cái công cụ này là 3 cái công cụ mà chị thấy rằng là rất là có hiệu quả đối với chị, và mình sẽ có thể quan sát được cuộc sống của mình và mình sẽ nhận định và đánh giá được, để mình biết được là mình làm những cái gì mà mình cần, và mình sẽ học được bài học là không kỳ vọng quá nhiều khi làm. Bởi vì bản thân chị đã từng rất vào kỳ vọng, và thay vào kỳ vọng thì mình hãy làm hết sức khả năng có thể. Nhưng mà cái hết sức khả năng có thể không phải là cái việc là mình phải làm thế nào để cho hòa lên, mà mình chỉ cần là làm và chậm rãi từ tốn thôi, yêu bản thân mình hơn, không bị stress rồi. Đấy, thì rất là nhiều bạn không có bài học như chị, có là chị thì hay bị mắc cái bệnh là làm một cách bạt mạng và làm quên bản thân mình luôn, làm đến lúc gọi là đơ luôn ấy, xong là đến lúc là nghỉ, cứ là làm khoảng tầm 1-2 tháng rồi là miệt mài thôi, xong là nghỉ 1-2 tháng miệt mài luôn, tại vì không đủ sức để làm tiếp ấy. Nhưng mà thay vào đó thì dạo này mình học được cái cách đó là mình làm từ từ thôi, chậm rãi thôi, quan sát được nhiều hơn và sẽ nhìn ra được nhiều bài học hơn. Đấy, thì cái này là cái mà nó nói hơi dài dòng một tí, nhưng mà mong là sẽ có ích cho các bạn. Tại vì cái buổi ngày hôm trước thì khi mà nói với mọi người ấy, thì chị nghĩ là chị muốn nói về cái việc là hoàn thành tất hoàn hảo đối với cái suy nghĩ của chị nó là như thế nào. Đấy, thì cái việc mà theo dõi thân tâm trong thiền, trong Phật pháp nó gọi là thân tâm, nhưng mà bản chất đó là theo dõi những cái cảm xúc của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái hành động của mình ấy, là một cái mà chị nghĩ là nên làm, và thực sự là nên làm luôn. Bởi vì là mình không bị hay bị cuộc sống nó cuốn đi và nó không nhìn thấy được những cái việc mà mình cần phải làm luôn. Mình cứ đi theo những cái gì đấy ở ngoài kia, và mình không thể nào mà quan sát được cái chính cái vấn đề của mình hiện tại. Đấy, thì mong là phần nào sẽ giúp cho các bạn nhé. Thì bây giờ ok, nói hơi nhiều. Bây giờ mình sẽ thử dịch. Đầu tiên, bối cảnh này. Kể chuyện cho người khác, không nói rõ chi tiết mà chỉ nói tình trạng đại khái thôi. Lúc nãy mình nói thế đúng không? Tôi yêu Guy thì nó bằng với lại tôi yêu Kanji. Ok, nhớ chưa nhỉ? Vậy mình có cái bối cảnh là bây giờ tôi kể chuyện cho người khác, nói kiểu kể cho người khác một cái tình hình nào đấy thôi, không nói rõ chi tiết. Nói rằng là họp thì lâu, kết thúc thì vẫn chưa ra được cái kết luận gì. Tức là mình chỉ nói với người ta như thế thôi. Chia sẻ thông tin tôi thì bạn sẽ nói như nào? Thì các bạn sẽ nói thế nào? Bây giờ họp lâu là gì? Uchiawase ga nagaikatta ga. Nagaikatta ga. Kết thúc mà không đưa ra được kết luận. 結論が出なかった。出なかった。結論が出なかった。OK, 結論が出なかった。Kết thúc mà không đưa ra được kết luận gì. Cái đoạn từ kết thúc là chưa có đúng không? Để na kete sư màu. Tê sư mữ hả? Không, cái chữ sư, cái chữ kết thúc luôn đó chị. Sư mi mát. À, sư mi mát hả? Sư mát. Cái từ sư mự đấy thì chị thấy nó hay đi với ngữ pháp là như là tê sư mự đúng không? Kiểu là yeah. Kiểu là mình chưa làm gì ấy, nó đã kết thúc mất tiêu, hoặc là mình làm cái gì chẳng hạn như là nhưng mà cái này ok. Oabio futesumu koto janai yo. Futesumu janai yo. Futesumu janai yo. Không phải là mày nói xin lỗi là xong đâu. Đúng rồi. Nhưng mà cái này mình phải sử dụng cái ngữ pháp là tối ưu gai để cái từ học, nếu mà nói là để xử gà đúng không? Ok, để xử gà nọ kia thì cũng được, nhưng mà bây giờ mình làm, mình nói một cách gọi là gì, chuyên nghiệp hơn nên mình không để xử gà nữa. Để xử gà thì cũng ok, nhưng mà có cái cách nào để không để xử gà nữa không? Dạng kết lửng đi, đúng không? Đây. Cái này làm nào để ẩn đi nhỉ? Ẩn cái này đi nhỉ? Close à? À ừ, rồi đây. Đây. Đáp án nhá. Họp thì lâu đúng không? Cho gì cả. Ni. Oyobi, oyobi ở đây là và thôi. Vâng. Ketsuron ga denai mama. Shiryo suru toyu ga deshita. Đúng không? Có là cái buổi họp là họp thì lâu mà xong kết thúc mà cũng chẳng đưa ra được cái kết luận gì. Ketsuron ga denai mama. Shiryo suru toyu ga deshita. Thì đây là một cái câu mà cái ông Nhật ông ấy nói, chia sẻ với lại mọi người trong khi mà họp với khách hàng ở bên chị. Vâng, cái phía sau dấu phẩy là nghe rất là quen với chị nhé. Kiểu cái Chironga Denai Mama Shiro Suru đấy. Tức là mình có nghe thấy rồi. Còn cái phía trước kiểu Choji Kang ok, nhưng mà cái ní Oyobi em đang thấy cái em cũng nghe là lạ đấy. Thực ra cái từ ní này này nó đi với cái từ siêu liêu này luôn này. Có nghĩa là nó kết thúc trong thời gian dài và nó kết thúc mà không ra kết quả gì. Vậy là cái oyobi này để nối giữa hai cái đấy. Thì cái từ siêu này nó đi với cả ní này, và nó đi với cả cái mama này. Đấy là cái cấu trúc ngữ pháp. Đấy. Thì đây là cái câu mà người ta nói. Cái siêu ga đến ai mama, siêu liêu sự tối ưu người để start. Thì tối ưu người để start là kiểu là chỉ chia sẻ thông tin thôi, chứ không nói chi tiết cụ thể là tại sao nó lại không kết thúc, rồi tại sao nó lại lâu, rồi nói cái gì mà lâu, đúng không? Kiểu kiểu thế. Buổi họp thì lại lâu mà lại còn mãi vẫn chưa đấy. Thì đấy là cái chưa đông ở đây này mama Silio, cái này câu này công nhận hay dùng đúng không? Rất là hay dùng luôn. Cái chưa đông ở đây này mama. Tiếp. Cái tối ưu ai đấy nó còn có nghĩa là kiểu nó bằng với tối ưu kanji đúng không? Nên là nó sẽ là kiểu thể hiện cái cảm xúc với cái suy nghĩ của mình. Nhà cửa bừa bộn nên tôi không biết bắt đầu từ đâu. Cái này thì chị lấy ở trên mạng. Nhà cửa bừa bộn, cái từ bừa bộn là gì? Chirakaru. Đúng rồi, chirakaru. Chirakaru. Bắt đầu từ đâu? Doko kara hajimeru. Cái từ hajimeru nó cả wakarana nai. Bỏ cái từ hajimeru đi, tìm từ khác nào. Bắt tay từ đâu? Chakushiu suru. Chakushiu thì là bắt đầu công việc, không dùng từ đấy. Ukara. Teo sawaru. Teo. Hơi hay nhở trời. Teo tsuke để bà y cả wakara này. Doko kara teo tsuke để bà, đúng không? Tôi bắt đầu từ đâu bây giờ, đúng không? Tôi không biết động tay và tôi có nhiều thứ quá, không biết là bắt đầu từ đâu, không biết là phải dùng phải làm cái nào trước. Vâng. Chirakaru đúng không? Ga chirakateite. Tôi yêu người này. Rồi, tiếp. Cái này gần đây tôi cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Đấy, cái này ấn tượng nó cũng bằng với tối ưu kanji đặt kiểu kiểu như thế. Rồi dạo này tôi cảm thấy kiểu căng thẳng với khó chịu thế. Nó bằng với tối ưu kanji nhưng mà cái này cũng có thể dùng là tối ưu guai để là Saiki watashi wa kinchou shite iraira suru to iu kanji desu. Nhiều người rất nhầm, rất hay nhầm cái từ kinchou là căng thẳng, nhưng mà cái từ căng thẳng đấy là căng thẳng trong trường hợp nào nhỉ? Gặp nghĩa là trong khi mà đang đúng rồi, đang làm cái gì đấy tức là kiểu hồi hộp lo lắng, căng thẳng thì là kincho, tức là làm bài thi một cách rất là căng thẳng hoặc là phỏng vấn một cách căng thẳng. Nhưng mà cái này theo kiểu là cảm xúc là kiểu stress. Đúng rồi, stress. Stress, iraida. Khó chịu là gì? Đúng rồi, iraida chuẩn. Saikin stress ga tomateite iraida suru to iu guai desu. Thì là một từ tiếng Nhật nhưng mà có nhiều từ tiếng Việt đi kèm là vì như thế nên là mình chuyển, mình có thể chuyển lúc mà mình dịch từ Nhật sang Việt thì là mình dùng nhiều từ khác nhau, thì để đến lúc mà khi mà chuyển lại thì mình dùng nhiều từ, người ai dùng từ tiếng Việt nào thì kệ họ, nhưng mà mình vẫn dùng vào một từ đó là stress sự thôi, căng thẳng, stress rồi lo âu nọ kia đều là stress sự hết đúng không? Hôm trước nói rồi này. Kotoni, cái này thì là nhắc lại bài trước thôi. Thì là tính từ chỉ miêu tả cảm xúc cộng với kotoni là thật là ngạc nhiên. Còn ở đây là gì? Thật là đáng tiếc. Cái đoạn này không chỉ nêu thôi nhá, không nhắc lại nữa. Thật biết ơn này. Rồi, đây. Cố gắng làm gì? Dịch cái đoạn này thì dịch sang tiếng Việt xem nào. Cái này Kaka viết sai à? Viết thừa chữ K. Thừa chữ K. Xin lỗi, thừa chữ K. Subete koronde shimaimasu. Trượt té. Suberu là trượt, koro ngã sấp mặt. Ngã sấp mặt chuẩn. Ở đây nó có cái từ là kakae là gì? Ôm đồm. Đúng rồi, ôm đồm. Đế. Vì ôm đồm nhiều việc. Đúng rồi. Ippen, ippen là gì? Một lúc hả chị? Cái này là gì? Cũng có thể hiểu như thế. Kiểu là nó có hán tự không chị? Pen. Chị không nhớ. Cái này chị lấy ở đâu chị cũng quên này. Mình thử có hán tự không? Pen đây này. Có là nghiêng về một phía. Nghiêng về một phía. Có là chỉ nghiêng về một phía nào đấy. Rồi, thử dịch xem nào. Thế mà ôm đồn quá nhiều việc thì lúc mà định bay một bước nhảy, quên, định tiến tới một bước nhảy vọt lớn nhưng mà lại bị ngã sấp mặt. Ở đây nó là có từ tố ở đây là nó bằng với if đúng không? Nếu ở đây nhá, nó có cái từ ngữ pháp mà đi với tố này thì nó sẽ đi với cả cái đế ở đằng trước này, có là cả cái đoạn đấy nó đều là ví dụ hết, đều là giả thuyết hết. Nếu bạn ôm đồm quá nhiều việc, đúng rồi, bạn ôm đồm quá nhiều việc một lúc và cố Cố tiến đến một bước nhảy vọt nữa. Đúng rồi, cố gắng nhảy vọt, đúng không? Cố gắng nhảy. Nếu như mà bạn ôm đồm quá nhiều thứ và cố gắng nhảy thật là cao hoặc là nhảy thật là xa, nhảy thật là gì đấy, đúng không? Thì sẽ bị ngã, thì sẽ bị trượt chân ngã. Si mai, đúng không? Vớp tên si mai là thể hiện gì? Sự lỡ, nuối tiếc. Một khi bạn cố ôm đồm nhiều thứ một lúc, hòng mong muốn ở đây là cố gắng đấy, đúng không? Hòng mong muốn một cái sự phát triển nhanh và mạnh, tức là một cái sự phát triển gọi là lớn, thì bạn sẽ bị trượt chân ngã. Cái này ở trong cuốn sách của chị, không nhớ ở bài nào. Đây là phần chị dịch. Hình như cái lúc mà hòng mong muốn này là cái cô edit cho chị, cô sửa hộ chị đấy. Không, cái cô hồi cái cuốn của chị là một cô ở bên trường quốc gia, bên Thái Hà book người ta thuê, cô ấy edit cái phần tiếng Việt, cô ấy edit nhiều cái hay phết đấy. Hòng mong muốn phát triển nó kia. Rồi tiếp, cao ai được tâm à, cái này đấy rồi, đây là cái kia. Vâng, đúng rồi. Thường khi bạn cố gắng lập một kế hoạch tối ưu, vô tố sư là cố gắng lập một kế hoạch tối ưu để thay đổi, thì lại thường hay bị mắc kẹt. Rồi cái cô Tô Gáo Ôi đây, cô Tô Gáo Ôi, tôi rất hay mắc lỗi, tôi thường hay mắc lỗi. Mắc lỗi, mi sửa sư đưa cô Tô Gáo Ôi. Ngoài từ mỹ sự ra thì có thể dùng từ khác. Machigai. À, hôm qua chị viết cho cái cô người Nhật, chị hay dùng, chị dùng là từ Machigai Koto. Cái này sai nhé các bạn, phải là Machigate Iru Koto. Hai danh từ, cái này là sai nhá. Chị hay, đến hôm qua chị mới biết là chị toàn sai thế này thôi. Đây là lúc mà chat với cô ấy, cô sửa. Cô bảo không phải là Machigai Koto, mà chị cũng chẳng biết là chị học ở đâu mà chị cứ nói Machigai Koto luôn ấy. Nhưng mà không phải nhá, Machigai Koto. Vâng. Đấy, hôm qua cô ấy sửa với chị Machigai Koto. Hoặc là Machigai Koto, Machigai Koto cả ôi. Tiếp, anh ấy rất hay nghỉ học. Anh ấy thường hay nghỉ học. Cái từ yasumụ đấy còn từ gì khác không? Nó có nhiều loại nghỉ nhá, nghỉ học, nghỉ làm. Đây là nghỉ học. Còn cái từ nào hay hơn nghỉ yasumụ không? Mà là nghỉ học. Bây giờ đi làm rồi thì có cái từ nghỉ làm. Các bạn đã biết cái từ nghỉ làm từ gì không? Taishoku. Taishoku là nghỉ đấy là nghỉ việc rồi, còn đây là nghỉ kiểu nghỉ phép, nghỉ đi chơi ấy. Yukyu tôi đứng. Đấy là Yukyu cả là nghỉ phép đúng không? Nhưng mà còn cái từ gì nữa không? Hôm trước vừa nói rồi sao chứ nhỉ? Kyujitsu này hoặc là Kyuka này. Đúng không? Vâng. Còn nghỉ học là gì? Nghỉ học kêu cổ. Đúng rồi. Mấy cái từ kêu kêu ấy, dùng mấy cái từ kiểu này cho nó pro hơn tí, còn yasumụ thì dễ quá rồi. Đấy, thì ở đây là mấy lúc này không loát nhanh vậy đâu chị, chỉ loát được mấy cái đơn giản thôi. Đây thì chị lấy ví dụ đơn giản nhé. Đầu tiên là đơn giản đã, đấy là chỉ chia sẻ với các bạn để lần sau các bạn loát được nhanh hơn. Gakko yasumụ koto ga oi. Ok, hoặc là kyuko suru koto ga oi. Đấy. Hoặc là kyuka suru koto ga oi. Đấy. Hết rồi. Đấy, thì đấy là cái bài hôm nay. Vậy bài hôm nay là mình học cái gì rồi? hoàn thành tốt hơn hoàn hảo, motomeru torino gasu. Rồi ngữ pháp là gì nào? Tối ưu ai bằng tối ưu kanji. Hô bộ thì hôm trước học rồi, hô bộ thì là hầu như hầu hết cả 70-80% là như thế. Cô tô ní này hôm trước cũng học rồi này, chỉ ôn lại thôi này. Ở đây nó có vô tố sư rửa tội này, vô tố sư rửa tội là hôm nay học này, với lại gáo ôi. Đấy, thì đấy là bài ngày hôm nay. Có video sẵn ở đây, các bạn về nghe lại và thử shadowing lại. Bài tập thì có thể viết một vài câu tiếng Nhật nói về cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Đấy. Ok, hết. Đó là bài ngày hôm nay. Rồi, đến bây giờ là phải hỏi này. Có bao nhiêu bạn đây nào? 1, 2, 3, 4, 5. Có bạn Hợp à? Hợp là hình như là hôm trước cũng vào này. Hợp hay là... Đúng không? Bạn... Ừ, nhưng mà Hợp chưa bao giờ thấy ấy nha. Lúc đấy hỏi có không trả lời này. Bạn gì này? Kuroneko này cũng hỏi không trả lời này. Người ta hỏi xong người ta phải tự nhiên, người ta phải tự người ta nói tiếp đây này. Ok, đấy, hôm nay có ai hỏi gì không? Chị thấy trong bài hôm nay cũng nhiều, nói chung là những cái từ mà những cái mà chị pick up ra thì là chị cũng thấy nó gặp nhiều đấy. Có tô gà ôi, tối ưu kanji, cái từ tối ưu kanji gặp rất là nhiều nhá. Nhiều kinh khủng. Trong cái buổi họp mà hôm trước vừa lúc mà soạn cái bài này cũng có một cái ông ấy nói, ông ấy giải thích spec của một cái app. Thế ông bảo tối ưu kanji desu. Đấy. Rồi CEO tốt ông mồi mà sẽ tôi định chúng tôi sẽ định làm một cái app như thế này Rồi là đô là đồ đô để show này, xong là tối ưu can, xong nó có một cái câu là gì? Tối ưu kanji de ikaka de shou ka ở đâu nhỉ? Chị viết ra giấy cơ, không phải đánh máy, gọi là gì? Tối ưu kanji de daijoubu de shou ka. Ông nói cái câu đấy là tối ưu, ông ấy sau khi ông mới giải thích là dự án của mình sẽ là chúng tôi sẽ thuê là labo, dự án labo, làm cái app như này, họp hàng tuần như này, cái kênh mà để chat là qua Slack như này. Hey, tối ưu kanji de daijoubu de shou ka, có là ông bảo là kiểu như thế đấy, thì là có vấn đề gì không? Đấy. Thế là mình bảo hey, mà chắc là ông giám đốc bên này ông bảo hay là kết thúc. Nhưng mà công nhận là mình gặp cái từ tối ưu kanji nhiều hơn cái từ tối ưu guai chị nhỉ? Ừ, đúng rồi, tối ưu guai nhiều, tối ưu kanji nhiều hơn. Nhiều. Tối ưu guai thì chắc là hay trong kiểu viết hơn đúng không chị? Còn đâu nói thì viết hay nói thì chị không, cái đấy thì chị chưa tìm hiểu, chị không trả lời được, nhưng mà chị thấy tối ưu guai nó hơi cứng hơn, với lại nó hay theo kiểu miêu tả về phương thức. Kiểu phương thức hoặc là chia ra làm hai hình thức xong rồi nó trong cái bài này, là cái cách làm đúng không? Cái cách làm thì là tối ưu guidai desu. Còn tối ưu kanji thì nó hơi kiểu mang tính chất là cảm xúc hơn. Nhưng mà trong từ điển thì nó ghi là giống nhau. Thì là thôi hôm nào mà có công nhận tối ưu guidai ít hơn, hôm nào mà ai mà gặp từ tối ưu guidai thì comment lên nhóm xem là nó gặp những trường hợp nào. Đấy thì phải kiểu nghe người ta nói xong là mình mới thấy rằng là nó gặp ở trong trường hợp nào, xong là lần sau mình phân tích là mình sẽ bắt chước theo. Đấy. Mấy cô tô gà ôi này cũng hay gặp. Đấy, ok. Rồi còn ai còn ý kiến gì không? Buổi sau là sẽ tiếp tục bài mới. Ai thích luyện shadowing thì lại tiếp tục chia sẻ về shadowing. Có ai order shadowing không? Ok chị, shadowing nữa đi chị. Cho nó sâu hơn đấy. Cho nó sâu. Nói mãi để viết rồi nó cũng buồn đúng không? Ok, rồi. Nếu mà không ai có câu hỏi gì thì mình sẽ dừng ở đây. Cảm ơn chị, hôm nay sinh nhật Nhất à Nhất? Ui, thank you. Sinh nhật nha, nãy nghe chị Hồng nói. Mà thấy vào muộn. Vâng, không, thực ra là hôm nay nhà em có dỗ ông nội, là thực ra là không phải ngày dỗ chính, ngày mai, nhưng mà bởi vì hôm nay chủ nhật nên là mọi người mới làm, bảo là thôi làm tổ ong luôn. Thế là ăn uống xong hơi muộn nên là mới Lan cắt tóc đúng không? Không có. À đây. Nãy tự nhiên thấy nó cục này. Ok. Đấy, nhân xong bật cao nhé các bạn ơi. Trời ơi. Nhỏ trời ơi mọi người ơi, mọi người. Còn không biết là trai hay là gái luôn ấy, kiểu như thế, tức là toàn để nick này xong rồi là không nói. Ok rồi, thế nhá, cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn chị nha, bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye.